tham quan. Thì cũng hy vọng là anh Nam sẽ dắt mình đi một vòng tham quan cái farm của anh Nam. Thôi thì Nam cũng chào kênh Tiếp Sĩ Văn và cũng là kênh của mình. Hôm nay sẽ có một buổi tham quan nhỏ để chia sẻ những cái thành quả mà Nam đã đạt được ở chưa có được cái gì lớn lao cả nhà, cũng muốn chia sẻ với cả nhà và muốn nhận được sự giúp đỡ của các anh chị, đúng không? Các anh chị mà có kinh nghiệm về trồng farm, có kinh nghiệm về trồng những cây mãng cầu, những cây mà Nam sẽ chia sẻ trong thì trong trong tiếp đây á, thì chia sẻ tiếp. Đó, rồi cũng giống như mình là người địa phương á, có gì hay thì cũng chia sẻ với anh. Em nghĩ anh ở đây thì cái đất Ninh Thuận thì nắng và gió thì anh cũng biết rồi, Rồi. nước thì rất là hiếm, nhưng mà rất phù hợp cho về những cái việc mà anh trồng cây mãng cầu hoặc là những cái cây lâu năm rồi đó. Dạ. Em thấy rất là hay. Nhưng mà ở đây thì nếu mà anh kết hợp thêm chăn nuôi gì đó thì rất là hợp lý, tại vì cái farm anh hiện tại cỏ rất là nhiều. Chăn nuôi cừu, nuôi dê, nuôi bò gì đó hả? Đúng Nhưng rồi. mà ví dụ về trồng hoa màu thì không nên, tại vì hiện tại khu vực này nước là rất là hiếm, là không nên trồng hoa màu, anh chỉ nên trồng những cái cây lâu năm thôi. Ok. Đấy. Nhưng mà em thấy anh trồng mãng cầu là cũng hợp lý hơn năm. Cầu hợp lý ha. Đó thì nên là năm cũng triển khai cái mảng cầu nó gần như là nó nhiều, nó chiếm cái tỷ trọng nhiều trong cái farm. Đúng đúng rồi. Farm anh thì em thấy là mãng cầu là đa số là mãng cầu. Đúng rồi. Nhưng mà mấy cái hồ này là để dự trữ mình tưới tiêu ở đây luôn hả? Thì gần như là mạch nước ra và Nam cũng có di chuyển nước từ nơi khác đến đây để dự trữ lại, tại vì đây rất nhiều hồ và nước đây là rất là khan hiếm cho cả nhà. Gần như là không có cái lượng mưa lớn trong năm tới thời điểm này, ở đâu đó mưa bão chứ riêng cái Ninh Ninh Thuận Phan Rang và kể cả ngay chỗ này là cái khu vực hướng Nam Khó mưa. khó mưa, rất khó mưa. Mình cũng không biết là có cần phải lập đàn để cầu mưa hay là những Chắc phải có lập đàn quá anh Nam ơi. cái cái đó không tin cũng không không Nhưng không mà được cả nhà. có bao giờ anh suy nghĩ là sẽ thử đào giếng không? Ở đây thì mọi người đã có phương án đào rồi, đào giếng đào ao mà nước nó phụ thuộc vào cái mặt nước cầu ở đây, mà nếu mà em bỏ chừng 2-3 ngày không tưới là nó sẽ chết luôn đó nha. Vậy hả? Khô và do nó còn nhỏ, bộ rễ nó còn kém á, nó sẽ không Cũng hy có. vọng là chuẩn bị sắp tới có mùa mưa á thì cây cối rồi nó phát triển hơn anh à. Đó. Xài bằng điện hết luôn á, Tất cả cả đều là điện điện hết hết em, à. nhiều motor đặt nhiều cái vị trí á, để mình phục vụ để cái việc tải nước đi nó cũng không có bị động, và mình tưới nó cũng vừa vừa phải á, nên là cứ khoảng xa xa thì có một cái motor. Rộng quá Cái dòng cây mà phù hợp với Phan Rang Ninh Thuận của mình ở đây, cả nhà thấy không, rất là nhiều bằng lăng, và ở đây là bằng lăng này thì cũng là bằng lăng mình đi bấm rồi ở trong đất cũng có một số cây thì mình gom về á, mình gom về để cho nó có một cái hàng ngũ cho nó đẹp, và mình đi tới khi tới mùa thì nó cũng sẽ thì rồi nó cũng nở một loạt, nó rất là đẹp á. Mấy cái mương này là mương nước này hả? Mương nước á, có mình cái mạch nước á, đào lấy mạch nước, nhưng mà mùa này mạch nước nó cũng không còn nên nó khô queo vậy luôn. Giới thiệu với cả nhà thì đây là cái vườn mãng cầu mà mình trũng xuống giống gần như đầu tiên nhất trong cái khu vực đó, tới năm nay cũng được một năm hơn rồi, một khoảng một năm mãng cầu này cũng phát triển Cỏ rất là lớn. nhiều chứ anh. Em biết sao không? Hồi trước đây nó không có cỏ đâu, khi mình dùng cái những cái bát Đúng phun rồi, đúng tưới rồi. này gần như nó phủ hết rồi, thế là cỏ nó lên tạo một cái hệ sinh thái, nói chung là mặt đất cũng ổn định Cái này là nó tưới đều lên luôn á đều luôn. Từ cái bát này qua bát này thì khoảng tầm 2 mét để là hoa với nhau vừa đủ. Trời ơi, con này nó đi theo hoài luôn á. Cái vườn này thì cũng phải vượt qua những cái thời tiết khí hậu khó khăn lắm đó cả nhà, thì mới có thể chăm được những cây nó phát triển gần như cũng cũng đạt theo như mình là đạt. Còn có thể nhiều anh chị có thể có kinh nghiệm chia hơn chia sẻ. Cỡ này mà nếu mà có nước để mình tưới đều là phát triển nhanh lắm anh. Đúng rồi. Mình thấy vườn như thế này thì được không anh? Quá ok luôn anh ơi, anh đầu Ok luôn tư hả? Wow. đường nước tưới tiêu bài bản, Bài bản á, mới đầu cũng tuy là yếu. thiếu nước nhưng mà
mà anh vẫn đầu tư đường tưới gì là quá đây, ok luôn. Thấy chưa, chia sẻ Minh nè, thành quả nè, sau một năm nè Minh, thấy chưa? Là có trái nè. Có trái luôn. Cái này là mình cũng có tình chừa lại để cho biết cái giống mà mai mốt như thế nào, chứ thực ra là cây cỡ này thì mình cũng chưa được để trái đâu cả nhà. Chủ vườn là mai mốt phải thí nghiệm trước rồi đó, chất lượng như thế nào đó. Đó. Trước khi đưa thị trường thì mình là phải người kiểm nghiệm trước đúng không? Đánh giá chất lượng. Đó. Thì cũng những cái chia sẻ ở đây, những cái vùng đất này thì nó thực sự là khó cho những cái loại cây trồng. Dạ. Cực kỳ khó, không phải dễ đâu. Dạ, đúng. Kể cả cây mãng cầu là cây nó có thể chịu hạn nè, rồi mọi thứ nhiều phù hợp với khí hậu nhưng nó cũng nhiều mầm bệnh và phải chăm sóc. Nó thì chủ yếu là nước với lại thuốc mình xịt mà... Cái này cũng là do mà một cái thời gian mình không có đi sâu đi sát nè. Dạ. Nó bị cái gì hình tháng thư và reset. Nó có hai loại, một cái loại này và một cái loại thối cổ rễ nữa. Cái trạng thái này nếu mình không làm kịp á thì sẽ dẫn nó chết cây nha. Cái này là có thể reset hoặc tháng thư thì tùy theo cái vùng miền gọi ha. Nó cũng là một loại nấm nha cả nhà. Đa phần cái này nó bị nấm hết. Cả nấm phần gốc nữa. Trái cũng có nấm hoặc là mấy con rệp sáp rồi. Cái mãng cầu nó có những cái bệnh đó. Cơ bản là vậy. Giờ lần đầu tiên em xuống đây thì em thấy gì là quá mừng rồi anh à. Anh làm cũng hy vọng là sắp tới là thời gian phát triển ngày cây cối rồi nó lên, nó ôm tùm lên hơn. Thì mới thời gian đầu thì mới có một năm hoặc là năm hơn thôi, nhưng mà em thấy như vậy thì quá ok rồi. Dạ. Nay mai thì có nước thì mình chúng mình nuôi cá, còn không có nước thì chắc không nuôi được đâu. Nước kỳ rồi cũng triển khai thả cá nhưng mà do nước cạn thì mình phải di dời các cá đi qua những nơi khác. Sang năm là nước nó ổn định hơn thì mình sẽ nuôi nhiều hơn. Người ta kêu là vườn ao chuồng cả nhà, nhưng mà vườn hiện tại thì nước hơi khó khăn nên chưa thể nào mà có chuồng được. Đúng rồi. Nuôi cá nên là nhưng mà ở đây kết hợp chăn nuôi em thấy hợp lý. Mấy con dê con cừu đúng rồi. Trong tương lai chắc cũng sẽ triển khai thêm và mình cũng muốn nó có một cái hệ sinh thái nó gần như ở đây. Đúng rồi. Mình có thể lâu lâu mình mời em đến để mà vui vẻ rồi nghỉ dưỡng đúng không? Có những cái buổi party tại cái chỗ cái mảnh đất nhỏ nhỏ này. Ở đây là coi như là rời xa thành phố luôn. Đúng rồi. Từ đây cách kia là rất là xa, không gian yên tĩnh, không có ai làm phiền gì hết. Ở đây mình cách quốc lộ tầm khoảng 3 km. Dạ. Cũng không nghe, gần như là cũng không nghe tiếng xe cộ rồi gì hết á. Yên tĩnh lắm. Ở đây là quá yên tĩnh rồi. Có một cái phàm gì cũng hợp lý, em cũng thích. Trong đây thì cái không gian nhỏ để nghỉ trưa. Khi làm mệt mỏi rồi về nghỉ rồi nấu ăn rồi mọi thứ cả nhà. Nói chung cũng chưa có đầy đủ là mình ơi, còn thiếu thốn rồi mọi thứ. Thì có trồng được cây nào thì mình trồng, cây nào từ từ thì mình mới phát triển. Mấy cây này năm đem từ trong Sài Gòn ra hết nè. Dạ. Mấy cái ghế này ra đây là màu rất là đẹp. Tự động màu đẹp luôn, màu tím kìa, thấy chưa? Mình tưởng tượng nó đẹp hơn ở trong anh luôn. Trong đó thì nó không được màu đẹp rồi đâu. Không, nhiều khi không khí nắng nó tươi cái màu lên là sao? Đó thì một cái không gian này để nghỉ ngơi sau thời gian làm việc thôi. Ở đây thì mình biết gì không, trồng nho có nghĩa là phát triển được một cái nền tảng của những cái cây mà đặc thù nhất của Ninh Thuận ngày năm nay vào đây hết. Dạ. Mọi người cũng chia sẻ thì mình cũng muốn có những cái vô đây nó phải đậm sắc nét của ở đây. Nó nho nhưng mà nó đang phát triển lên nhưng mà có vẻ nó chưa biết cách trồng em mà, nên giờ đang trồng qua cho bò lên thôi. Bữa qua rừng này thì nó bò không có nhiều đâu. Nó vậy đó, nó chủ yếu nó bò có trái rồi. Có trái rồi để mình ăn đó. Trái cũng nhiều lắm nha Minh. Nhiều đây nè, chín rồi nè. Nó chín nhiều lắm, em quên thôi là nó rụng tùm lum hết đây, thấy chưa? Cái khổ qua này công dụng nó cũng nhiều lắm đó. Nó về bên ổn định đường huyết. Yeah. Ổn định được mấy những người mà họ bị tiểu đường thì người ta dùng cái trái này nè, người ta phơi khô xong rồi người ta mới sao lên, người ta nấu nước giống như là làm trà uống mỗi ngày. Cái này bán cũng ra chợ là bán cũng hot lắm nha. Cái này là mình có bao nhiêu là mua hết á, kể cả những cái đợt này người ta nấu canh thì kia nọ cũng mình cũng khó để mua được cái này nhiều nữa. Đúng rồi. Nhưng mình anh cũng tính triển khai nhiều ở trồng thí điểm coi nó ra làm sao, rồi triển khai trồng nhiều ở đây. Hột nó nhiều nè, anh đúng rồi, giữ lại. Nó rụng xuống 21 nó lên nhiều lắm. Nhìn em là khói mấy cái này. Ừ. Vậy là cái công này là để mình nghỉ ngơi rồi mình đúng rồi. Luôn không? Đúng rồi. Thì mình đi làm về trưa rồi có thể nghỉ ngơi rồi mình cũng nghỉ rồi, đúng rồi.
ra đây cũng là vài ngày á. Không khí ở đây mát mẻ. Không, mà ở đây năm rất thích là có nghĩa là dùng nắng gió, nhưng mà thực sự là sau khi cái nắng xuống rồi kiểu không khí Đà Lạt dễ chịu, em thấy không? Nắng gay gắt vậy chứ gió nó rất là mát, hít thở rất là trong lành. Nó đặc biệt chứ không phải là vừa nó xong ra chọn cái vùng mà nó nắng gió. Nắng cỡ nào nắng nhưng mà gió vẫn mát. Cái đó mới là cái mà mình có thể giúp mà giữ chân mình được lâu á, và là lâu hơn nữa đó. Như em đứng đây này rất là mát luôn nè. Gió rượt rượt gì á, gió liên tục. Mà tại em biết sao không, ở đây là do mình gắn rất là nhiều cái quạt ở đó nên đây nó mát, phải không? Mình có điều kiện á, mình gắn cái quạt đó nhiều, từ quạt gió đó mấy trăm tỷ nữa. Đúng rồi, cũng nhiều đó, nhờ mấy cái đó mà ở đây nó gió đó. Gió từ cái nhà chứ. Mấy trăm tỷ vậy chị, có điều kiện quá. Mình sau khi mà Nam cũng chia sẻ với nhỏ nhỏ những cái mà hoạt động ở đây á, trong cái chiều nay Minh nó lại chơi với mấy anh em ở đây, trong cái team ở đây thì cũng trên dưới 5-7 người, gồm những mọi người làm và kể cả những anh chị ở đây nữa, rồi cô chú quen biết ở đây cũng đến đây, Minh nó lại cùng chơi với mọi người, có chiều bắt đi ở lại ăn uống nữa, lại góp vui chứ, góp vui và góp luôn cả tay đầu bếp vô nữa, có mấy cái món là chúng ta sẽ cùng làm thì hên xui nha. Không, như cả nhà biết là kênh Minh cũng vậy, nấu ăn rất là giỏi. Và hôm nay mình mời một bạn đầu bếp và chế biến những món ăn đậm chất thuần túy của Phan Rang, làm sao mà không để bị mất mặt nha. Em thì có biết nấu gì đâu, chủ yếu ăn lỏng không à. Đầu bếp bị đuổi mà. À, cũng khiêm tốn rồi cả nhà, khiêm tốn. Thì chiều nay thì để coi có món gì à, vậy hả? Bây giờ vô. Là chắc là cũng tới thời gian này mình sẽ đắp và bắt đầu rồi đó. Dạ. Thì cái gì lấy, bị nhiều lắm. Lấy chuẩn bị món đi. Dạ. Mình nấu. Rồi cả nhà, bây giờ chắc là Nam cũng thích dừng lại đây một xíu để chuẩn bị cái phần bếp núc. Dạ. Và chia sẻ tiếp cái gì rồi. Dạ. Có gì xài nấy gì. Dễ thương đây, rất là đậm đàn. Muối chanh là... ơi, lấy muối chanh cho anh em. Lấy rửa gà coi. Muối chanh. Chanh là trên bàn em. Muối thì trên trong cái kệ đó có cái hũ muối. Lấy với chùm anh. Em coi cái hũ nào hũ muối á. Đó, cả nhà thấy không? Bây giờ không có phải chia sẻ nhiều cũng biết đây là anh Minh. Minh đẹp trai rồi hả? Biết đâu. Biết đâu hả? Ai cũng nói vậy, em mới nói là ai cũng nói vậy. Có người biết không? Không. Em coi mấy cái hũ đó có hũ muối. Giờ anh không nhớ rồi anh à. Phải hả? Coi coi. Nướng cho xong xài cho tôi nữa nha. Chết. Phận sự câu được mấy con cá chim biển mà làm không xong rồi chết với tôi à. Anh em miền Tây ai biết tôi không ta? Ừ. Biết tôi là ai không? 85 chào bữa 71 hả? 85 đâu chờ. Ờ không phải hả? 85 đâu? 85 đâu, anh em 85 đâu?
Đây, đặc sản đây. Đổi xếp để mà nóng chuyện nó luôn. Đủ nó hừng, nó lấy gạch tấn cái đầu gió này lại luôn cho nó có độ bốc lên, tấn đầu gió lại luôn, đó tấn xếp hiện hai cục, tấn băng lên. Đó. Đá. Hai cục gạch đi, cho cục nữa đi. Ừ. Vậy không à? Bỏ xong chắc có cù lên, bỏ cù ở đó luôn á. Trời tự nhiên chết. Ủa Nam chắc bỏ cá chín rồi này luôn á. Bậy, lấy cái đó phải rửa đi. Sao đó? Ngẫu không em. Cây nhà nó dựng, cây nhà nó gần mà. Biển dài chuyện không tờ tới rồi cha mấy mì không rồi quên dài chuyện luôn 85 quên dài chuyện luôn mấy cha mấy mẹ 85 đi ra tôi dài chuyện. Đại Minh ơi. Đại Minh ơi, Đại Minh ơi. Ai ủng hộ thì ủng hộ like rồi chưa? Ờ cháy giờ đó nha. Đó, cái ngày gần đó qua nói chuyện đủ. Đó, vẫn luôn đi, chín rồi. Cháy luôn á. Cái này cháy không ăn được đâu nha. Nó chín nhanh lắm anh, thịt nó mỏng. Các cha các mẹ ở đâu đi hết đi vô đây rồi gấp lên đâu các cha các mẹ vô á rồi ủa chuyện luôn ông mình mà đưa lên á đồ tôi chỉ mất cỡ thôi chứ đưa lên rồi ủa chị cái này cái chảo lấy giờ em đang cần cái chảo để em làm cái mới quá đặc biệt quá ngon tụi dòng biểu mà vô bây giờ mình làm cái đâu cái bưng lên mình sẽ đắp luôn chứ một người sắp lên luôn đi rồi tới đâu rồi tới đó à, các bạn đến thì đến chứ mình không có đợi được một nha cũng trễ rồi 10 người thì ra 100 người ừ 100 người ra 1000 người cho nên là đợi chịu nổi đâu giờ mình cứ sắp mấy bạn trên đường đi qua làm nước chấm chưa nước chấm hả nước chấm thì ở đây à, mấy bạn đây đâm giỏi nè ở đây em làm nước chấm cho ừ chạy nước chấm chai nước chấm chai đó là của chai sốt mà làm gỏi còn cái chai còn cái nước chấm là muối ớt đồ này kia thì mình tự đâm thôi anh mua ớt mua đồ hết rồi ừ. Còn cái đó là để sốt mình trộn gỏi rồi giờ dướng vi phạm cộng đồng vi phạm gì
Ừ. Thích tiếp được không đâu hết rồi. Rồi bây giờ tiếp tục thì mình cắt món nha cả nhà. Trời ơi. Cái món này dĩa đâu. Bây giờ sẽ đắp cả nhà ơi. Nói chung là bữa nay mọi người đến cũng bận rồi lu bu công việc set up. Nam sẽ lấy này là cá chim trắng nha, nướng muối ớt. Sống trong cà ná là 3 gần 25 năm. Ồ nãy dĩa 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 nãy là đâu hết rồi. Ở vậy tôi mới tôi mà lên sóng tôi nói cái chai cái miệng rồi xong kiểu rồi. Ủa sao nay Viên nó trầm tính. Đã xong rồi đó hả? Đây, đây là cả nhà ơi. Đây dĩa bò nướng với kim châm, nấm kim châm, tuyệt vời ha. Rồi, bữa nay rồi. Mình có cần đưa vô xích mây cho nó sáng không ta, hay là đủ không? Đủ sáng đúng không? Ngon vậy thì phải bị nó bị một bên sẽ bị tối mặt. Cho nên anh nghĩ là mình xoay ngang lại dọc lại á. Thấy như nè. Hai bên nó được sáng không? Cái bên của anh đây bên xoay lại. Xoay ngon vậy cái người quay mặt này sẽ bị tối. Mà anh cũng nghĩ là dọc mà nãy nó kêu để ngang nhưng mà ngang là không đúng. Rồi rồi xoay lại anh đi vô em đi ra. Ok. Ok. Vậy là mình sáng đều hết mọi người được thấy rồi. Rồi. Chưa. Rồi. Đúng. Ăn là phải chấm mắm luốc à. Đây cả nhà. À, bánh tráng chấm với nấm ruốc đúng không? Cả nhà ơi, đây là món đặc sản của Ninh Thuận, bánh phai chấm với nấm ruốc. Đặc biệt ha. Trong miền Nam là có thể là gọi là bánh tráng rồi, nhưng mà đây là bánh phai. Tức là em chạy lên là không bự nữa hả? Chuẩn bị được hả? Bây giờ này quay bị lắc rồi nó hết rồi hồng ra. Bị lắc bị gì đâu. À, để ý là mình chỉ cắt thêm mà bị lắc gì đâu. Ngon, ngon quá. Trên mạng cho, tôi sống với chứ đừng mới quen rồi. Tôi muốn hỏi gì sao tôi hỏi à? Nó lùm la mất công là phải cắt nữa. Cô nướng ở nhà rồi. Lửa đã ha. Đủ rồi, đủ rồi. Nóng, nóng quá, chín quá nhanh không ngon. Chắc là mình nướng ít thôi, mình ăn cái đầu nướng đó hả? Hay sao? Ờ, để lạnh, ăn có lạnh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lấy cái này nướng một ít gì? Được rồi. Thịt dê. Anh sợ em ngồi đây lâu quá mỏi chân rồi. Em là khách mà, khách mời với anh mà. Ờ, à, có phụ tới nửa đêm cũng được mà đúng không? Bây giờ anh lấy cho em cái dĩa em gắp thịt dê nè. À, dĩa. Có việc liền, có việc liền. Có cái gì? Cái đĩa. Chết luôn, anh không có cập nhật được. Đây nè, cái này đúng không? Đây. Ngồi cho nó có sự đóng góp để ngồi gấp cho nó mạnh dạn. Hả? Xíu bạn anh tới luôn chứ. Đúng rồi, cũng chạy nhưng ý là giờ nó tới 7 giờ mà. Sao? Nhà em trên đây. Trên đường không ạ? Mấy anh em trong farm. Đây kênh YouTube Sài Gòn giao lưu với kênh của mình ha.
mình dễ thương quá mọi người. Vô chia sẻ cho thầy đi. Ôi ôi. Chia sẻ cho thầy Nam đi. Vậy mà nó vậy mà con người ta có nói. Ờ đúng rồi. Thường mấy cái đoạn mà khùng như ai coi nhiều lắm. Chia sẻ đi cho thầy, chia sẻ cho thầy Nam. Rồi lên theo đi anh để mà cho em lo nha. Em nói chuyện em nói gì. Đây nè. Thanh, gấp này lên đi Thanh. Ủa cái này là khó ướt gì không vậy? Sao nó còn tươi vậy? Ướt rồi thế nè. Mấy anh em, bữa nay là động gió động trời á. Bữa nay lên núi nhọn bữa này. Bữa nay anh em đồ có dịp đồ liên hệ với ông vừa lắp rồi gặp tôi nè. Khó gặp tôi lắm á. Ủng hộ cho ông đi. Cho một like rồi có gặp tôi. Tôi là như gì tôi thầy phụ hộ vậy. Gì mà tôi cũng biết luôn. Nhưng mà thì con cái là chị á. Để cho mà đẹp bộ là mô đẹp bộ chưng chưng bày được đẹp bộ. Thì nó xấu mà. Vô cả nhà ơi. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người nha. À, mỗi người một tay trong mình mới có một cái buổi tiệc hoàn biểu rồi chứ. À vậy hả? Đứng lên phát biểu đàng hoàng. Không phải ngồi cũng được. Dạ. Vô trước luôn ha. Dạ, vô luôn. 1 2 3. Vô. Ôi dạ. Nam xin chào khán giả của kênh Nhịp Sống Sài Gòn và kênh của Minh. Hôm nay thì có các bạn rồi có các anh chị ở địa phương nữa đến đây chung vui trong buổi tiệc ngày hôm nay. Thì ngoài cái việc Nam muốn tổ chức là sinh nhật lần thứ một tuổi một năm của cái farm thì cũng còn rất là nhiều cái sự chưa có được hoàn thiện lắm, sự cần sự chia sẻ của tất cả anh chị. Và có bữa tiệc nhỏ nhỏ hôm nay thì cũng tất cả anh em thì mỗi người cũng có một cái công sức rất là nhiều nha, từ lúc 2 giờ tới bây giờ luôn đó. Và cặm cụi làm những cái món ngon nhất và cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người đã hành trình cùng với Nam cũng như mọi người ở đây từ những ngày mà cái mảnh đất này nó chưa có cái gì hết tới bây giờ thì cũng gọi là cũng tạm ổn và mình sẽ tiếp tục phát triển. Cũng rất cảm ơn các quý anh chị đã đồng hành với kênh của Nam và Minh. Mọi người cũng rộng lượng cho mấy anh em một subscribe và like nha. Xin cảm ơn. Dạ Minh. Xin cảm ơn anh chị. Rồi. Bữa tiệc hôm nay thì em cũng xin gửi lời chúc nói chung là thay mặt em với lại khán giả trên kênh của em gửi lời chúc tới anh chị và farm ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Đấy, hãy chúc mấy anh chị luôn dồi dào sức khỏe. Rồi. Và chúc anh chị có một bữa tiệc thật là ngon miệng. Rồi, cảm ơn. À, đây thì cũng có mấy anh em ở địa phương, cũng có hai anh chị từ thành phố Hồ Chí Minh ra đón xe đi từ lúc trưa tới bây giờ mà mới tới nơi. Đó, nên là mọi người cũng rất là nhiệt tình và đó là một tinh thần và động viên tất cả cho anh em chúng ta đúng không ạ? Vô. Cảm ơn các anh. Mời cả nhà mà. Đường nó có xa một chút, nó có dặn một chút, nhưng mà tình cảm anh em mình lúc nào nó cũng dạt dào. Nó thông qua món ăn rồi nó thông qua sự đón tiếp nồng hậu của các anh em nữa. Cũng xin cảm ơn. Chúc mọi người sức khỏe và chúc cho cái farm của mình nó càng ngày nó càng phát triển hơn. Hay quá. Nhiều người vui hơn. Cảm ơn anh Phương. Vô cái anh được. Mình không uống cái nào mình. Đâu phải, em làm cái khác khác mà cậu này lên chanh nó ra cái thế này là món lên chanh. Món của em là món cái gì quên hả? Ăn em bò bất thấu. Bò bất thấu.
Dạ, cậu này là món lá chanh.
Nhộng tầm nha các bạn.